năm thói quen cần có để sống một cuộc đời hạnh phúc, tươi vui. Thưa quý vị và các bạn, vui vẻ và hạnh phúc là điều mà mỗi người chúng ta đều mong muốn có được trong cuộc đời. Kỳ thực, để đạt được một cuộc sống tươi vui, hạnh phúc không phải chỉ nhận thức được là xong. Chúng ta cần phải kiên trì rèn luyện những cá tính, thói quen tốt để cho việc hành xử một cách điềm tĩnh, đúng đắn trong bất cứ trường hợp nào. Sau đây là 5 thói quen cần có của một người để sống một cuộc đời vui tươi, hạnh phúc. 1. Biết cách thư giãn Với việc bận rộn với công việc, mưu sinh như xã hội hiện nay, một người muốn tìm thời gian để thư giãn rất khó. Thậm chí đến ngày nghỉ cuối tuần nhưng vẫn phải làm thêm hoặc phải giải quyết bao nhiêu chuyện tồn động trong gia đình. Chính vì công việc bận rộn không có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn nên đầu óc dễ căng thẳng, khiến cho hiệu quả công việc ngày một giảm sút. Vì thế, cách tốt nhất là mỗi người nên rèn luyện cho mình một phương pháp thư giãn tức thời để có thể phục hồi năng lượng, tinh thần minh mẫn trở lại. Tuy thời gian này không tốn bao nhiêu nhưng có tác dụng rất tốt thủ tướng nước anh winston khi gặp phải một vấn đề hóc búa lập tức ông đã bỏ qua và cầm lấy cây cọ để vẽ tranh sau đó mới trở lại làm việc nhờ biết cách thư giãn tức thời không những ông thọ hơn người khác mà còn giải quyết được rất nhiều tình huống một cách thông minh nhạy bén có nhiều phương pháp thư giãn tức thời ví dụ khi thấy đầu óc nặng nề bạn hãy ra ban công hít thở khí trời ngắm cảnh vật một lát và nhắm mắt lại để cho cơ thể nghỉ ngơi trong vài phút. 2. Biết giữ gìn sức khỏe. Tinh thần hoạt động dựa vào thể xác hoàn toàn không thấy được. Tuy tinh thần hết sức quan trọng trong đời sống con người, có thể làm cho con người bi quan hay lạc quan, chán nản hay vui sống, nhưng không có thể xác thì tinh thần cũng sẽ tiêu tan. Và thể xác tuy không cần thiết bằng nhưng vẫn là căn bản để cho tinh thần hoạt động. Nếu thể xác suy kém, tất nhiên tinh thần cũng không thể sung mãn. Đối với một người bình thường, chúng ta rất dễ nhận thấy tinh thần sàng khoái và tiến bộ hơn nếu giữ được sự tối ưu về sức khỏe. Trong một mặt nào đó, sức khỏe còn giúp chúng ta có sức chịu đựng trước những khó khăn phải đối mặt hàng ngày, giúp tinh thần đủ điều kiện để kiên trì hơn trong rèn luyện cách sống. Dù bạn có bận rộn đến đâu thì cần phải biết rằng Chúng ta là những con người bằng xương bằng thịt, chứ không phải là những cỗ máy. Vì thế, để có sức khỏe tốt và đạt được hiệu quả trong công việc, chúng ta cần có một chế độ ăn uống và tập luyện thể dục thể thao phù hợp. Chúng ta cũng cần phải hạn chế ăn uống quá nhiều, không có giờ giấc nhất định, thức ăn quá bổ, quá nhiều chất đường và chất béo. Chính là một trong những nguyên nhân đưa đến các bệnh như béo phì, sơ cứng động mạch, tiểu đường, suy tim ăn uống và tập luyện thể dục thể thao cũng chưa đủ. Chúng ta cần có một lịch trình nghỉ ngơi đúng đắn, ngủ đúng giờ và đầy đủ. Nếu như giấc ngủ không có giờ giấc nhất định sẽ làm cho cơ thể mất cân bằng, xáo trộn đồng hồ sinh học. Còn nếu như bạn thiếu ngủ hoặc ngủ chăn chọc không ngon giấc sẽ không còn có tác dụng bồi bổ năng lượng đã tiêu hao mà chỉ làm cho cơ thể thêm mệt mỏi, rất dễ đưa đến trạng thái căng thẳng thần kinh thứ ba, bạn nên biết cách tạo niềm vui và nụ cười. Có người quan niệm sống để mà sống, vì phải sống, đã sinh ra đời thì phải sống mà không cần đến vui cười hay nhăn nhó gì cả. Quả nhiên, những con người có quan niệm như thế vẫn có thể sống khỏe mạnh, nhưng thật ra chẳng hề mang một chút sự sống đúng nghĩa nào cả. Khoa học đã chứng minh rằng nụ cười có những tác dụng tuyệt vời, không chỉ là liều thuốc bổ cho tinh thần mà còn cho sức khỏe về thể chất tiếng cười giúp chúng ta xua tan mọi nỗi lo âu căng thẳng trong cuộc sống làm cho chúng ta lạc quan và yêu đời hơn theo tiến sĩ bác sĩ madan kataria là người đi đầu trong hoạt động lập các câu lạc bộ cười trên khắp thế giới và qua nghiên cứu thì tiến sĩ kataria đã khám phá ra tiếng cười chính là liều thuốc tốt nhất cho sức khỏe và đời sống của con người Tiến sĩ Kataria cho rằng nếu người ta cười to thành tiếng, dù là cười thật hay cố tình tạo ra tiếng cười đều có tác dụng tốt cho cơ thể như nhau. Tiến sĩ Katarita giải thích rằng về mặt sinh lý học, cho rằng khi chúng ta cười sẽ kích thích não tiết ra endorphin, tác động làm cho tinh thần của con người thoải mái, vui vẻ, yêu đời suốt ngày. Và từ sự yêu đời ấy, hệ miễn dịch của con người sẽ hoạt động mạnh mẽ, làm giảm stress và giúp cơ thể hoạt động mạnh mẽ hơn. Cũng theo tiến sĩ Kataria thì thái độ vui sống, yêu đời sẽ cuốn hút người khác, làm cho mối quan hệ giữa người với người gắn bó thân thiết hơn. Và trên thực tế thì trong đời sống, dù nam hay là nữ thì khi cười đều đẹp, nụ cười chính là vũ khí mạnh nhất trong giao tiếp. Đối với người thiếu nữ có vẻ đẹp như một bông hoa, chỉ có nụ cười mới làm cho cánh hoa thiên nhiên này thực sự mang lại vẻ đẹp tuyệt vời. Vì thế, đời sống có khó khăn cách mấy thì bạn cũng nên rèn luyện một nụ cười, một vẻ mặt tươi tắn. Tự nhiên, bạn sẽ thấy cuộc đời hạnh phúc hơn. 4. Bạn nên biết chút bỏ lo âu buồn chán qua một bên. Xã hội ngày càng phát triển, công việc mưu sinh vất vả làm cho tinh thần của con người biến thành lo âu. Nếu thất bại thì sinh buồn chán. Và các nhà nghiên cứu phương Tây gọi cảm xúc tinh thần này là stress hay trạng thái trầm cảm của con người vì quá căng thẳng. Để chút bỏ lo âu buồn chán có nhiều phương pháp, nhưng căn bản vẫn là suy nghĩ thật kỹ rồi phân tích việc gì đáng làm, việc gì có thể thư thả để chúng ta làm sau và biết cách làm cho công việc ngăn nắp thứ tự hơn, bạn mới hoạch định cho mình một phương pháp riêng để chút bỏ lo âu buồn chán trong một số trường hợp bạn cảm thấy quá lo lắng hay căng thẳng vì một vấn đề nào đó mà không sao giải quyết nổi thì tốt nhất là bạn tạm thời nên dẹp qua một bên hãy chọn phương pháp thư giãn tức thời để giảm bớt căng thẳng lo âu buồn chán kéo dài sẽ biến thành thói quen và thậm chí thành cá tính rất khó để chúng ta có thể sửa đổi Lo âu buồn chán không phải là một cảm xúc đặc biệt, nó giống như bất cứ cảm xúc hoặc thói quen nào của một con người do hoàn cảnh và nhận thức tạo nên. Vì thế, con người chúng ta có thể vứt bỏ những cảm xúc này qua một bên bằng sự nhận thức và kiên trì rèn luyện để đầu óc thanh thản, làm cho cuộc đời tươi đẹp đáng sống hơn. Thứ năm là chúng ta biết sống lạc quan và hòa đồng. Thói quen lạc quan liên hệ mật thiết với lòng bao dung, người bi quan luôn nhìn thấy cái xấu của người khác trái lại người lạc quan thì nhìn đời với đôi mắt rộng rãi hơn nhận thức được rằng bất cứ việc gì trên đời cũng có xấu và tốt và họ đã lấy đức tính khoan dung là loại trừ cái xấu đi nâng cao cái tốt lên chính vì vậy mà tâm trí của những con người lạc quan sẽ không bao giờ bị đè nặng bởi những bực tức ganh ghét làm cho cuộc sống đáng sống hơn lạc quan và bao dung còn mang đến sự hòa đồng một yếu tố quan trọng giúp cho con người gắn kết hơn có một câu chuyện kể về một người nông dân đoạt được rất nhiều giải thưởng về loại bắp mà mình gieo trồng. Các phong viên rất thắc mắc về cách gieo trồng của ông ta, tìm hiểu và khám phá ra một điều rất thú vị. Người nông dân này thường chia sẻ cho hàng xóm những hạt bắp tốt nhất của mình. Và lúc này thì các phóng viên ngạc nhiên chất vấn, nếu cứ tiếp tục cho họ những hạt giống tốt nhất của mình, thì sau này làm sao còn đoạt được những giải thưởng? Và lúc này, người nông dân vui tính trả lời anh không biết gió mang hạt phấn hoa bắp từ cây này sang cây khác hay sao nếu hàng gióm trồng toàn loại bắp xấu thì vườn bắp của tôi sẽ toàn là sinh ra những trái bắp xấu y như họ tôi giúp họ hạt giống tốt tức là tự giúp mình tránh được những hạt bắp xấu quả thật người nông dân này lý giải rất đơn giản nhờ nhận thức được sự liên hệ trong cuộc sống của chúng ta trong xã hội của chúng ta mọi việc cũng đều liên quan giống như trồng bắp ai muốn sống tươi vui hạnh phúc thì trước tiên nên giúp đỡ người xung quanh tìm được sự tươi vui đạt được niềm hạnh phúc